Vô chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Cuộc Sống Số ha. Trong video này mình sẽ phối hợp cho các bạn xem một cái bộ móc dán tường siêu dính trên hình 3D độc đáo. Thì cái loại móc dán tường này các bạn có thể thấy là nó bán khá là nhiều siêu thị, tuy nhiên thì giá nó khá là mắc. Thì ở đây mình mua online, mua trên Shopee thì giá khá là rẻ, chỉ tầm hình như là 5.000 một cái, 5-6.000 một cái móc như thế nào thôi. Và hơn nữa đó, hình rất là đẹp, nó có hình nữa các bạn. Còn một số loại ngoài siêu thị thì một số loại nó trơn, nó không có hình và đương nhiên nó sẽ không có đẹp. Mình sẽ khui thử cái này nha. Cái này mua khá là nhiều, mua đâu cũng hai mấy miếng á. Vì nó khá là rẻ, 5-6 ngàn miếng nên các bạn mua nhiều thì sẽ có lợi hơn, nó free ship. Còn nếu các bạn mua ít thì cộng tiền ship từ đó khoảng 10 mấy ngàn. Rất là nhiều móc luôn. Cái này thì các bạn không chọn mẫu được nha, nó random ngẫu nhiên. Màu rất là đẹp luôn, chỉ 5-6 ngàn đồng miếng như thế này thôi. Mà các bạn thấy là màu rất là đẹp, nào, đẹp, nào, đó, nó ngủ rất là đẹp. Và cái này các bạn muốn dán dính thì đương nhiên là tường các bạn là vôi, các bạn vôi tường hoặc là cái sơn tường các bạn phải chắc nha. Đó, hoặc là các bạn dán lên cái gì thì các bạn nên lau sạch sẽ cái nơi đó thì nó không dính bụi thì nó dán mới chắc thôi. Một số bạn mua về nói dán không chắc là các bạn dán bị gọi là bị bụi á, bụi nó bám lên thì các bạn dán thì cái lớp bụi nó áo này nó không dính vào tường thì nó rơi. Còn cái này nếu mà cái tường các bạn sạch và sơn, các bạn sơn tường các bạn mới và gọi là láng mình á, các bạn dán là chắc luôn nè, rất là đẹp luôn. Đó, một vài mẫu nên rất là đẹp luôn. Đó, màu sắc in đây cho mình gần cho các bạn xem, cực kỳ đẹp. Đó, sẽ mẫu này nó bông hoa. Đó, thì cái này dán vào tường thì nhìn nó rất là đẹp, hoặc là các bạn hãy dán lên những cái tủ lạnh như là kia để các bạn treo một số đồ, các bạn móc những cái chìa khóa đồ, tận dụng không gian các bạn sử dụng ha. Táo, ở dưa hấu nè, đó, rất là đẹp luôn. Nè, có số hình mà, thì nó đường ngẫu nhiên như vậy thì khá là hay. Mình có rất là nhiều mẫu để mình chọn. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp. Thì cái này để dán thì các bạn chỉ cần tháo cái miếng băng keo ở sau thôi, giống như dán bình thường ấy. Các bạn tháo qua, các bạn định vào tường, các bạn dùng tay các bạn miết sát vào tường như thế này thì nó sẽ dính thôi. Và lưu ý như lúc nãy mình đã nói là tường các bạn phải là sơn còn tốt, tường mới và có bụi thì các bạn lau nha, lau sạch bụi sau đó các bạn mới dán vào thì nó sẽ tốt hơn. Ok, video đây được kết thúc nha. Các bạn nào muốn mua riêng cái sản phẩm này với giá rẻ thì tầm những cái loại mà nó không có in hình như thế này, loại trơn có móc nhà thì giá nó rẻ hơn tầm vài ngàn một cái thôi. Còn cái này nó có in hình thì nó rơi khoảng là 5 đến 7 ngàn một miếng như thế này. Thì các bạn nên mua số lượng nhiều thì có thể là nó sẽ free ship. Đây mình mua 20 mấy cái thì nó free ship cho mình thì giá 5-6 ngàn một miếng, free ship ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Các bạn ở xa hơn thì có thể free ship nó sẽ cộng dồn một tí. Ok, link mua thì những cái này thì mình để dưới phần mô tả video, các bạn hãy click vào đó sẽ tham khảo giá và chọn cho mình những cái mẫu thích hợp ha. Đó, mình thích màu này thì mình chọn mẫu này, không thì mình xài mẫu trơn cho nó rẻ, cho tiết kiệm. Ok, bye.